Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến." Mẹ người nói với những người giúp việc: "Người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá đựng dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng 2 hoặc 3 thùng nước." Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Và họ đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra. Còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Kitô hỡi Chúa. Lời đầu tiên cho con được chúc mừng hai giáo xứ Hoàng Xá và An Châu chuẩn bị trở nên một trong tình yêu của đôi bạn. Hoàng Xá là anh, còn An Châu chúng con là em. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chúc mừng hai gia đình. Gia đình nhà ông Phái thì lần trước đã mất cô con gái, nhưng lần này lại đòi lại một cô con gái khác. Nên là An Châu và Hoàng Xá, An Châu và Hoàng Xá có đi có lại mới toại lòng nhau về gia đình của gia đình đây. Đó là một niềm vui mà chính Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta. Hôm nay con xin chia sẻ với cộng đoàn chúng ta về bài tin mừng và cũng như thánh lễ cưới cho hai em hôm nay. Lời Chúa, chính Chúa Giêsu đã đến dự tiệc cưới Cana, mà chính Chúa đã làm dấu lạ đầu tiên tại Cana. Dấu lạ trong tiếng Hy Lạp được gọi là Simeon. Simeon nghĩa là dấu chỉ, dấu lạ. Dấu lạ nghĩa là gì? Dấu lạ nghĩa là một cái dấu này được chỉ về một cái biến cố, một cái gì đó ở nơi khác, chứ không phải là ở nơi thực tế trước mắt. Vậy thì dấu lạ đấy mời gọi chúng ta điều gì trong việc tiệc cưới Cana? Thưa, trong tiệc cưới thì đã thiếu rượu. Vậy thì dấu lạ đấy, như người Việt Nam nói, rượu là men say men tình. Men đó là một dấu chỉ, một cái gì đó nói về tình yêu. Vì đã có nên bây giờ đã hết rượu. Như vậy thì trong tình yêu có lúc thì đầy, nhưng có lúc lại vơi. Đó là lời mời gọi của mỗi người chúng ta trong cuộc sống của chúng ta. Cần để cho Chúa làm cho đầy, làm cho men tình của chúng ta càng được mặn nồng trong tình yêu. Đó là lời mời gọi trong bài tin mừng ngày hôm nay. Nhưng trong cuộc sống ngày hôm nay thì có rất nhiều người không dám đến với nhau, hay là không dám kết hôn với nhau, không dám kết ước với nhau, mà chỉ là đôi khi sống với nhau trong đời sống là để thỏa mãn những dục vọng, thỏa mãn những một chút gì đó trong cuộc sống của con người thôi, chứ họ không dám đến kết ước, thề ước với nhau, sống trọn đời yêu thương nhau.
Như vậy thì ngày hôm nay trong đám cưới tiệc cưới Cana có mẹ và Chúa Giêsu cùng hiện diện với đám cưới ngày hôm nay. Chúa Giêsu đã làm một dấu lạ. Dấu lạ đấy không phải là phép bùa, không phải là Chúa làm phẩy tay một cái là ra con chim, hay là làm một cái gì đó giống Umbala thành một cái $100 trước mặt cộng đoàn. Nhưng Chúa làm một dấu lạ mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu nói với những người giúp việc ở đó: các anh hãy đi kín nước. Đang thiếu rượu mà lại Chúa Giêsu lại nói với các anh là các ngươi hãy đi kín nước đổ đầy các chum này. Một sự trái ngược, một sự ngược đời, một sự là đối với con người chúng ta không thể hiểu nổi. Vì thiếu rượu thì đáng nhẽ phải đi chạy rượu, thế mà Chúa Giêsu lại bảo là các ngươi hãy đi kín nước vào đây. Một cái sự là chúng ta không thể hiểu được. Nhưng qua lời của Thiên Chúa, nhưng qua sự công tác của những người giúp việc, nên phép lạ đã xảy ra. Từ khi thiếu rượu trở thành đầy rượu, và đầy đến nỗi là quản tiệc nói: tại sao lại cho rượu ngon như thế này? Một sự lạ thất thường đối với việc tổ chức một thánh lễ, một lễ cưới của người Do Thái thời đó. Như vậy thì trong cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều lời mà mời gọi mỗi người chúng ta. Chắc chắn có những điều mời gọi chúng ta phải tín thác, tin tưởng vào Chúa. Và hằng ngày, hằng giờ luôn có những dấu lạ mà chính Chúa đã làm nơi lời của Chúa, nơi những hành động của Chúa, nơi giáo hội, nơi đời sống của chúng ta. Đó là dấu lạ gì thưa cộng đoàn? Trong cuộc sống của chúng ta không thiếu gì những dấu lạ. Nhưng lời mời gọi của Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay cần phải có những sự hy sinh hay là sự hiến dâng trong cuộc đời. Sự hiến dâng cho nhau trong tình yêu phải có sự hiến dâng. Hiến dâng đó mời gọi mỗi người chúng ta phải có sự hy sinh. Trong cuộc sống của chúng ta thì đôi khi thời buổi ngày nay họ đòi hưởng thụ, họ đòi là phải được điều này, được điều kia về mình. Còn nói đến chuyện hy sinh, nói chuyện hiến dâng thì đôi khi họ không chấp nhận điều đấy. Nhưng Chúa lại mời gọi trong tình yêu của người Công giáo, trong cuộc tình yêu của chúng ta cần phải có sự hiến dâng thì tình yêu đấy mới trở nên trọn vẹn, mới trở nên những rượu ngon mặn nồng trong đời sống gia đình. Vậy thì mỗi người chúng ta hãy hiểu điều này để chính Chúa mời gọi. Nếu có để trong tình yêu của chúng ta đôi lúc có những cái chuyện khó khăn, vất vả hay là có trục trặc trong cuộc sống, thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống tình yêu mà chính Chúa mời gọi. Đó là sự hy sinh, sự hiến dâng. Khi đó thực sự tế thì mới có phép lạ trong cuộc sống ngày hôm nay. Chỉ khi chúng ta dám cộng tác với Chúa là hy sinh, hiến dâng thì mới có phép lạ, mới có rượu ngon trong đời sống của chúng ta. Hôm nay anh Phong và chị Phương đến đây để dâng lời, để tạ ơn Thiên Chúa. Vì chính Chúa đã trao ban cho anh chị những ơn lành mà suốt cuộc đời của anh chị đã đón nhận. Như những người ngoại giáo khi họ bước vào đời sống hôn nhân thì họ bước lên bàn thờ gia tiên để họ thờ lạy ông trời, sau đó họ thờ lạy cha mẹ, sau đó họ bái nhau để tỏ lên tình yêu, để gắn kết cái tình yêu của đôi lứa. Vậy thì ngày hôm nay chính anh chị cũng đến đây với Chúa và đến đây với giáo hội để chính Chúa đóng ấn, và qua đó chính anh chị biết tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho anh chị từ bắt đầu trở nên con người và ngày hôm nay trở thành một con người trưởng thành, thành lập một gia đình mới, để xin ơn lành của Chúa tiếp tục đóng ấn trong đời sống gia đình của anh chị, và qua đó chính Chúa lại tiếp tục chúc lành cho đời sống của anh chị. Thứ hai là ngày hôm nay chính anh Phương và anh Phong và chị Phương đến đây để nói lên tình yêu thương của gia đình, của dòng họ, của mọi người trong cộng đoàn chúng ta rất là yêu thương,
quan tâm đồng hành, chính cha mẹ đôi bên đã vun đắp dạy dỗ hướng dẫn và để cho anh chị trở nên những con người như thế này. Một cách nào đó ngày hôm nay là thánh lễ để tạ ơn, biết ơn những người đã sinh thành dưỡng dục, những người đồng bào, những người anh chị em thân thương của hai giáo xứ đã yêu thương gần gũi và nâng đỡ để hai anh chị được như ngày hôm nay. Ý thứ ba là chính anh chị phải kết ước với nhau như bài đọc 2 mà chính chị Hương vừa mới đọc. Như Đức Kitô yêu thương hội thánh thế nào thì chúng ta phải yêu thương nhau như vậy. Đó là tình yêu của anh chị. Đức Kitô yêu thương hội thánh như thế nào thưa cộng đoàn? Đức Kitô đã hy sinh mạng sống vì hội thánh. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nhất là hai anh chị, trong cuộc sống cần phải có sự hy sinh cho nhau. Ngày hôm nay đôi khi anh Phong đây phải là chấp nhận cái hy sinh thú vui ở ngoài xã hội. Đôi khi phải hy sinh việc thích cá cảnh, đôi khi phải hy sinh công việc làm bánh mì, để rồi để làm gì? Thưa cộng đoàn, để một cách nào đó vun xén, vun đắp cho đời sống gia đình của chúng ta. Phải chấp nhận cái điều đấy. Khi vợ con đau ốm bệnh tật thì mình phải bỏ bê tất cả mọi sự ngoài xã hội để mà vun xén cho đời sống gia đình, chăm sóc đời sống gia đình. Đó là sự hy sinh. Đó là... Vậy thì chị Phương cũng vậy. Ngày trước có thể là thích mua sắm, ngày trước có thể là thích điều nọ, điều kia, nhưng ngày hôm nay như Chúa Kitô yêu thương hội thánh thì phải hy sinh những điều đấy để bớt đi những kinh tế trong đời sống gia đình, để giúp cho gia đình ngày một tốt hơn. Đức Kitô còn yêu thương hội thánh như thế nào nữa? Thưa Đức Kitô yêu thương hội thánh là chính Ngài đã tha thứ cho hội thánh. Vậy thì trong đời sống của anh chị cũng vậy, anh Phong, chị Phương, đôi khi có những công đời sống lỗi lầm thế này đối với người này, đối với người kia, thì chính mời gọi của Chúa, mời gọi của giáo hội phải biết thông cảm, phải biết tha thứ cho nhau. Vì mỗi người chúng ta cũng là con người yếu đuối, con người mỏng giòn, con người tội lỗi, nên là việc chúng ta phải sống giống như Chúa là biết tha thứ cho nhau. Chúa Giêsu yêu thương hội thánh là như thế nào nữa thưa cộng đoàn? Chúa Giêsu yêu thương hội thánh là Ngài luôn đồng hành với hội thánh như lệnh truyền của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em đến mọi ngày, đến tận thế. Vậy thì trong đời sống gia đình của hai con chắc chắn cũng phải đồng hành với nhau, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc đau khổ cũng như là lúc bệnh hoạn. Cho dù thế nào đi nữa cũng phải đồng hành. Đồng hành nghĩa là như thế nào thưa cộng đoàn? Đồng hành là hiểu nhau từng những cái vui, hiểu nhau từng những nỗi buồn mà đôi khi người kia chưa cần nói ra, mình đã phải hiểu điều đấy mới là thực sự là những con người đồng hành gần gũi với nhau. Muốn được như vậy thì chắc chắn phải giống như mẹ Maria, hằng suy đi nghĩ lại trong lòng từ biến cố cuộc đời của gia đình chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải suy đi nghĩ lại trong lòng để đón nhận được những ơn lành của Chúa, để lắng nghe được tiếng Chúa, và qua đó nhất là học hỏi nơi mẹ Maria. Ngày hôm nay trong tin mừng, mẹ đã đến gần bên Chúa Giêsu: "Con ơi, gia đình họ hết rượu rồi." Nếu mỗi người, nếu hai vợ chồng chúng ta, hai bạn trẻ đây mà biết đến với Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria, thì chắc chắn rượu tình yêu, rượu gia đình của chúng ta ngày một ngon hơn, ngày một đậm đà hơn, ngày một giá trị hơn. Cha cầu chúc cho các con một gia đình mới chắc chắn có nhiều vất vả, có nhiều khó khăn, nhưng cha tin tưởng rằng có sự đồng cảm, đồng hành của giáo xứ, của hai giáo xứ, của quý cha, của gia đình, của ông bà nội ngoại, của mọi người, đặc biệt là của những người xung quanh chúng ta, và sự khăng khít của các con, chắc chắn các con sẽ vượt qua được những khó khăn đấy. Mỗi khi các con cảm nhận vất vả thì các con hãy nhìn vào đời sống của cha mẹ chúng ta đã bao nhiêu vất vả, đã bao nhiêu hy sinh, đã bao nhiêu gánh nặng để nuôi dưỡng, để phục vụ cộng đoàn, như bố của bà bạn Phong đây, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu phục vụ, nhưng mà cảm thấy vẫn niềm vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm nhận thấy đời sống đức tin luôn luôn đồng hành với
với gia đình, và chắc chắn đã truyền lại một mức độ nào đó cho con cái trong gia đình của chúng ta. Ước mong rằng bản thân hai con cố gắng giữ điều đấy, nhìn lên tấm gương của hai bên cha mẹ và cộng đoàn chúng ta, để cuộc sống của chúng ta cảm nhận được nhiều niềm vui và bình an hơn. Đó là lời cầu chúc của cha cũng như toàn thể cộng đoàn. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay nữa để cầu chúc cho gia đình chúng ta như vậy. Xin chân thành cảm ơn cha cũng như quý cộng đoàn. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời nguyện chung.